Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách thay thế ống thoát bột rửa bát trong căn hộ. Dụng cụ bao gồm một ống thoát mới, khay đựng nước, giải lau và một hòm đồ kỹ thuật. Chúng ta dùng khay để đựng nước, sau đó tháo ống thoát ra. Sau đó chúng ta dùng ống thoát mới. Đầu có răng cao su, ta cắm vào si phông. Sau đó chúng ta vặn chặt lại. Đầu còn lại ta cho vào lỗ thoát sàn. Sau khi đã thay vòi xong, chúng ta mở nước để kiểm tra nước nở hay không. Kết thúc công việc, chúng ta dọn dẹp nơi làm việc. Chúng ta dùng khăn lau lại vị trí làm việc. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn cách thay thế ống thoát bồn rửa bát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.